Hội ước lính, mời toàn thể các bạn cùng đón nghe hồi ký Cựu chiến binh Trung đoàn 726, Sư đoàn 309 Những ký ức một thời hào hùng của chúng ta Một thời máu và hoa Ở chiến trường Bắc Tam băng Tôi chỉ biết có một đại đội Vì trong chiến đấu, đại đội này cách đại đội kia khá xa Từ đại đội 1, 2, 3 và 4 của trung đoàn bộ Mà trong chiến tranh đâu phải là phố phường đâu Mà hẳn đi lại dễ dàng với nhau Thậm chí đến bây giờ Trong đại đội tôi không còn nhớ nổi tên của từng người Huống hồ cả một trung đoàn Có đến 21 đại đội Làm sao mà biết hết được nay tôi mạo muội viết vài dòng này Gửi tới các đồng đội trên chiến trường ca Ở hai tỉnh Rana Takiri Quân khu Đông Bắc Và Bát Tam Bang ở Tây Nam Campuchia để ôn lại những ký ức hào hùng của Trung đoàn 726 chúng ta. Mỗi người, mỗi ký ức vui buồn khác nhau. Máu và nước mắt của người lính 726, một thời oanh liệt, kề vai sát cánh. Đó là những đơn vị mà tôi biết đến phiên hiệu của những ngày đầu cầm súng. Từ cuối năm 1979, đầu năm 1980, Trung đoàn 726 tách ra từ Sư đoàn 309 để thành lập Đoàn 7704 bắt tam bang. Trung đoàn 726 đã thành lập một tiểu đoàn 4B để tăng cường cho trung đoàn 250 và từ đó 4B là của trung đoàn 250 sư đoàn 309 và trung đoàn 726 là của 7704 và bên cạnh của trung đoàn 726 còn có trung đoàn 160 của quân khu 7 tăng cường cho 7704. Rất lâu, tình thoảng rồi chợt nhớ đến bạn bè của một thời đã xa ở từng thời điểm rồi cảm thấy mình trống vắng vui buồn lẫn lộn có những khi mình tự hỏi mình đã xứng đáng chưa và mình tự trả lời mình chưa xứng đáng mình đã quên đi và quên đi rất nhiều những việc cần phải làm nhưng chưa làm được mình đã tự hỏi tại sao nhưng không thể tự trả lời được nhưng có lẽ do tính ích kỷ mình không dám bỏ ra một chút thời gian để đến thăm đồng đội những đồng đội đã ngã xuống cùng chiến đấu với mình, cùng giao thông hào và cùng nắm cơn vắt độn những hạt bo bo. Mình còn sống để trở về những hạt gạo trên sàng và rất tự hào. Những người lính quân tình nguyện Việt Nam. Ngày ấy, 31 tháng 5 năm 1978 vào một buổi sáng ở sân vận động huyện Khánh Ninh, Tỉnh Phú Khánh, một cảnh huyên náo tấp nập Lễ tiễn đưa những tân binh nhập ngũ lên đường thi hành nhiệm vụ. Trong đó có tôi, một số bạn bè cùng thôn cùng xã và cũng có một số bạn học cùng trường phổ thông cấp bà Nguyễn Trãi, Ninh Hòa. Cùng bước lên trên những chiếc xe ca rồi lăn bánh hướng ra phía bắc. Xe cứ lăn, tôi thì cứ ngủ gà ngủ ngật ở trên xe vì mấy đêm liền không ngủ được. Cho đến trưa, xe dừng lại trên dốc đèo Củ Mông cuối địa phận tỉnh Phú Khánh và bước vào địa phận của tỉnh Nghĩa Bình. Đến Quy Nhơn rồi ra Diêu Trì, một địa danh mà những người lính năm xưa của những năm 1976, 77, 78 không thể nào quên. Khi còn huấn luyện ở An Sơn, Nghĩa Bình, đoàn 860 quân khu 5, đoàn xe tiếp tục lăn bánh đến một căn cứ của sư đoàn 22 bộ binh của Mỹ Ngụy cũ. Nơi đây là đoàn huấn luyện 860 An Sơn Nghĩa Bình cách thành phố Quy Nhơn khoảng 10 cây số, trên trục đường 19 nối liền Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Những ngày đầu huấn luyện ở nơi đây có rất nhiều kỷ niệm của một người lính An Sơn Nghĩa Bình, tôi không thể nào quên. Từ lúc bỡ ngỡ cầm súng AK, mặc những bộ quần áo rộng thùng thình cho đến nai nịt đủ thứ ở trên người, rồi cũng quen dần những buổi tập quân sự ngoài trời nắng, đen sạm người, như những chú lính trì áo quần lấm lem bụt đất mồ hôi nhảy nhụa lúc nào cũng đội hình như duyệt binh thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu đó là câu khẩu hiệu muôn thuở và luôn luôn đúng lúc nào cũng mệt nhoài sau những buổi tập ngày nào yếu sức thì bỏ cơm luôn buổi sáng những chiếc bánh xe lịch sử nhài muốn gãy cả răng nó ra như kẹo cao su nhưng vẫn cố nuốt để cho yên cái bụng cho buổi tập vào buổi sáng có những đồng đội ăn không nổi sau những buổi tập té xỉu tại thao trường ở đại đội 27 tiêu đoàn 7 đoàn 860 của tôi có một anh biết làm bánh bao vì trước đây làm ở lò bánh mì đề nghị thủ trưởng tiểu đoàn cho làm thử bánh bao và thành công từ đó cả tiểu đoàn huấn luyện chúng tôi được ăn bánh bao thay thế những chiếc bánh lịch sử và thừa thãi no nê không còn lo đói nữa. Rồi trận bão ập đến của những ngày đầu mùa mưa, đoàn 860 kinh hoàng, tôn bay vèo vèo cắm trên những cây bạch đàn như một trận chiến vừa xảy ra ở nơi đây. Chúng tôi ẩn nấp dưới những công sự bằng xi măng ở ngoài trời, mưa ướt sũng người, lạnh cóng. Rồi bão cũng qua đi, mỗi người một tay dựng lại ngôi nhà, từ những cây bạch đàn và mỗi bê một căn nhà và đến tận bây giờ Mỗi đứa một nơi Và lúc đó đâu có ảnh đâu Mà làm kỷ niệm Không có biết bao nhiêu đứa đã hy sinh Và chỉ có một vài đứa Còn liên lạc được với nhau Chúng tôi hoàn thành khóa học quân sự Tại An Sơn, Nghĩa Bình Ngay rời khỏi quân trường Có một số đồng đội được rút Ở lại bổ sung cho lính ngành Còn lại được điều sang cho tiểu đoàn 6 Và nơi đây là nơi tập trung quân Của tiểu đoàn trưởng và bắt đầu lên đoàn xe. Chuyển chúng tôi theo đường quốc lộ 19 lên địa phận Đức Cơ, biên giới Việt Nam Campuchia, thuộc tỉnh Gia Lai, Con Tum. Toàn bộ quân tập trung nơi đây gồm các quân trường, đoàn 859, đoàn 860, 861, 862. Toàn bộ các tân binh được xáo trộn và đọc tên từng người bổ sung cho các đơn vị. Trung đoàn 726 được bổ sung đầu tiên vì trung đoàn này là đơn vị làm kinh tế ở Thuận Hải. Chỉ toàn là cán bộ khung. Chúng tôi được bổ sung cho trung đoàn này. Nhiều nhất, gần hết hai đoàn huấn luyện 859 và 860. Tiếp đó, bổ sung quân cho 3195, 96, 812, 29, 36 và 143. Các đơn vị nhận quân và bắt đầu huấn luyện một số thao tác cơ bản của các loại súng, nhất là các loại hỏa lực dùng cho bộ binh như B40, B41, DKZ và các loại cối 61, 62, M30, đại liên M60, 12 ly 7, M79, súng phóng liệu M72, rồi các loại mìn DH10, DH20, 30. Khóa huấn luyện nhanh này diễn ra trong khoảng 10 ngày. Trong những ngày này, có một số đồng đội đã đảo ngũ và sau đó bị bắt rồi bổ sung quân cho trung đoàn 812. Trong giai đoạn này, các trung đoàn đều độc lập, chỉ riêng trung đoàn 31 là của sư 2, trung đoàn 726 bổ sung cho tỉnh đội 2, Gia Lai Còn Tùm, và trung đoàn 143 là tỉnh đội 1. Đơn vị chúng tôi bắt đầu hành quân vượt qua đồn biên phòng 23 Đức Cơ, xâm nhập vào Campuchia, thuộc quân khu Đông Bắc, tỉnh Rana Takiri. Thời gian này, khoảng ngày 5 tháng 10 năm 1978, trung đoàn bộ đóng quân dưới chân cao điểm 32. Tiểu đoàn 1 chúng tôi lên chốt ở cao điểm 165 do trung đoàn 31 vừa chiếm được của bọn bốt. Đại đội 1 đảm nhiệm giữ chốt. Đại đội 3 đảm nhiệm ở dưới chân chốt 165. Đại đội 2 đảm nhiệm chốt ở bến sông Tông Lê Sáp, nơi địch thường qua lại tiếp tế cho bọn post bên này sông. Đại đội 4 và tiểu đoàn bộ nằm ở đoạn giữa chốt 165 và đại đội 2. Còn đại đội 2, 3 và 4 đóng quân ở đâu? Lúc đó tôi hoàn toàn không biết. Ngày đầu tiên, Bốt chào chúng tôi bằng một trận rất hoành tráng. Đưa về tuyến rau, trong đó có cả thương tử. Cũng lúc này là mùa mưa, ở vùng đất Tây Nguyên lạnh vô kể. Nhưng lính chúng ta chỉ có cái áo chấn thủ thì chẳng ăn nhằm gì. Vừa ướt vừa lạnh, mà nằm dưới rừng già chịu không nổi. Và cũng lúc đó Tôi nghe có tin tiểu đoàn 2 cũng bị dụng rất nhiều vì do chủ quan để bị địch tập kích. Khoảng một tháng sau, chúng tôi nghe tin trung đoàn 29 bị xóa sổ, bốt cắt đường rút của chúng ta ở ngầm, không thể về được và không có lương thực tiếp tế. Thường binh tử sĩ lù khụ ở điểm cao 312 bốc mùi không chịu được. Trung đoàn 812 thế chân cho trung đoàn 95, để trung đoàn 95 và trung đoàn 31 quay về giải tỏa Pol bon Pot chặn ở phía sau. Lúc đó đại đội 2 chúng tôi có lệnh rút quân để tham chiến cùng các đơn vị giải phóng giải tỏa đường rút về Việt Nam. Rồi lệnh giải phóng giải tỏa. Quân ta đã làm xong khu vực ngầm và hàng hóa được thông thương. Tất nhiên, chúng ta phải mất một trung đoàn để giữ tuyến đường, đảm bảo lưu thông. Đầu tháng 12 năm 1978, Đại đội 2 tiểu đoàn 1 cử một tiểu đội đi cùng trinh sát trung đoàn điều nghiên quanh khu vực dưới chân đồi hoa thị một sáu bãi đá trong đó có tôi trên vai tôi mang khẩu b bốn thật là vất vả vì đường đi toàn mìn chỉ khoảng một cây số trinh sát gỡ tới bốn mươi trái đủ loại rồi rút về chốt nghỉ qua ngày sau tôi không đi các đồng chí khác đi thay tôi nên cử tôi đi cải thiện cho đại đội trinh sát trung đoàn có đồng hương Phú Khánh với tôi tên là Đặng Kim Sơn quê ở Diên Điển, Diên Khánh lên cùng ở hầm tôi. Hôm ấy vội quá, hai thằng lấy nhầm mũ cối của nhau đội. Chiều đó, trinh sát trung đoàn đều nghiên tiếp. Sơn mang mìn nổ và hy sinh tại chỗ. Không nhận ra hình dạng, chỉ còn cái mũ cối của tôi và bị thương hai đồng chí trinh sát và một của đại đội 2 vì tôi có ghi tên ở trên mũ. Các đồng đội lượm được mũ báo cáo về và báo cáo rằng tôi đã hy sinh. Đại đội chạy từng hầm để kiểm tra và la ó tủm lum. Ai cử thằng Dũng B4 đi điều nghiên? Vì đại đội 2 có đến 4 thằng Dũng. Dũng B1, B2, B4 và Dũng nuôi quân. Một lúc sau, tôi cùng ba đồng đội mò về. Trên lưng những trái bí ngô bị trúng đạn. Đại đội quát tôi. Ai cử đồng chí đi? Tôi không biết ất giáp gì. Tôi cãi lại, cứ hồi chơi liên lạc. Đại đội bảo B4 Hôm nay đi cải thiện Như vậy cứ luẩn phiền đi chứ sao Không đi lấy gì mà ăn Bực rồi tôi chẳng thiết nghe gì nữa Chứ thằng chết là thằng nào Mà mũ có tên đồng chí Tôi mới giật mình Vội lội dưới giao thông hào Chạy lên hầm thì mới biết Là thằng Sơn chính sát trung đoàn Đã hy sinh Tôi hỏi nó chết ở đâu Đồng đội chỉ cách đây khoảng 200m Lấy xác ra chưa Đại đội 21 xuống gỡ mìn và đã đem đi rồi. Đang ở trên đường đi. Tôi xin đại đội cho tiễn nó một khúc đường. Đại đội không cho vì mìn rất nhiều nên không cho đi. Tôi ngồi lặng người, chào vĩnh biệt người đồng đội của tôi. Người đồng hương mới ngủ trung hầm một đêm. Mà hôm nay nó đã không còn nữa. Sau những lần đi điều nghiên của trinh sát mà trung đoàn tăng cường cho tiểu đoàn 1 Ngày 9 tháng 12 năm 1978, tôi cùng nhóm trinh sát tiếp tục đi bám địch. Lần này có 8 người, chúng tôi bám gần khu vực đồi hoa thị và phát hiện có địch. Nhóm chúng tôi bám lên xem địch có gần khu vực của chúng tôi không, nhưng không thấy và chỉ biết địch đang di chuyển. Hôm đó trời mưa nhỏ và rất lạnh. Khoảng 1 giờ chiều, chúng tôi rút về, đang di chuyển gần tới đơn vị, còn khoảng 3 cây số. Trái mìn PK-2 phát nổ. Tôi là người đi hàng thứ năm Sao lại mang nó Mà bốn người đi trước lại không phát hiện Vì khoảng cách đội hình rất thưa Nên chỉ một mình tôi Bị thương ngay ở phần mặt và cổ Cũng may Nhờ trời mưa, đất ướt Trái mìn bị xéo đi Khi nó nổ, nó phóng rất xa Nên chỉ bị sơ sơ, không nặng lắm Tôi được chuyển về ngay đội phẫu Ở cao điểm 32 điều trị Khoảng gần 10 ngày Vết thương lạch miệng Tôi được lệnh điều về lại tiểu đoàn. Lúc đó là ngày 20 tháng 12 năm 1978. Tôi theo đội hình của trung đội vận tải, tải gạo lên đại đội 2. Đến nơi gần 1 giờ trưa. Đến nơi gần 1 giờ trưa rồi, trung đội vận tải về. Đồng đội tôi rất mừng vì lúc này rất thiếu quân, có thêm một thằng đỡ một thằng, các vọng gác đỡ cực nhọc hơn. Trong thời gian này, đơn vị chúng tôi hao quân chủ yếu là do mìn còn đạn thẳng thì không có bao nhiêu tôi còn được nhớ có lần giải vây cho đại đội ba dưới chốt cao điểm một sáu mà c một đóng c ba bị bao vây và bị tập kích hy sinh chín đồng đội ngay ở rừng le chỗ bãi đá địch gài dưới xác đồng đội những quả lựu đạn làm cho đồng đội mình chết đến hai lần chúng tôi rất cẩn thận dùng dây võng cột chân kéo ra từ từ thì lưu đạn nổ thậm chí có xác dưới là mìn hai ngày mới lấy xong xác các đồng đội ra khỏi bãi đá có lần cứ chiều đến là chúng tôi đi cài mìn claymore cách hầm khoảng 50 mươi mét sáng ra ra gỡ mìn thì thấy trái mìn quay vào lại hướng chúng tôi tôi tưởng mình bị cài nhầm nhưng các vọng khác khác cũng bị y hệt như vậy vì địch sợ phía trong trái claymore còn có MK58 và các loại mìn khác nên chúng không dám bỏ vào. Và hơn nữa, chúng ta có hầm mà địch thì ở trên mặt đất nên chúng sợ tổn thất, không dám đánh. Chứng tỏ địch cũng không thua gì chúng ta. Chúng cũng rất ngoan cường, bám chúng ta từng ly từng tí một. Vì lúc nào chúng tôi cũng ở dưới giao thông hào. Lúc này thường là mùa mưa nên giao thông hào thường đầy nước. Phải kê các khúc cây trên mặt nước để ngủ và để súng đạn. Lúc đó không biết sao, đạn đâu mà nhiều quá trời. Liệu đạn US-67, riêng tôi có tới một thùng 24 trái, trong đó có một trái chấm đỏ để gài và một trái chấm xanh 3 giây còn lại là 7 giây. Đêm ngày 20 tháng 12 năm 1978, toàn đại đội chuẩn bị xuất kích theo đội hình tiểu đoàn. Tất cả các vật dụng đã chuẩn bị xong và mang theo những thứ cần thiết, nhất là vũ khí, đạn dược, phải đầy đủ cơ số. Trên lưng là 7kg gạo, áo quần, tăng võng đi mưa, sẹng và 10 trái B41. Tổng trọng lượng luôn các cây súng B41, ước khoảng tròn 40 cân. Khó mạng nhất là đạn B41, nó quá dài, tháo liều phóng ra thì sợ rớt, mà gắn vào thì vướng lung tung. Đi thử thấy không ổn, tôi lấy cái ruột tượng tôi tháo liều phóng bỏ ra, cho vào ruột tượng cho khỏi rớt. Chỉ một trái trên nòng và một liều phóng cầm ở tay. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều, đơn vị di chuyển rời vị trí chốt và đến chỗ tập kết. Trên đường đi, tôi thấy lối này quen lắm. Thì ra là nơi tôi mang phải mìn, mà trước đây đơn vị điều nghiên rất kỹ để mở đường xuất kích. Đơn vị chúng tôi đến nơi trước và nằm im dưới lòng suối cạn. Nói đúng hơn đó là cái khe thoát nước. Chúng tôi đến nơi khoảng 8, 9 giờ đêm và nằm chờ các đội hình tập kết. Lúc đó, tôi nghe các đồng chí nói với nhau là chuẩn bị tấn công. Lúc đó, tôi không hình dung nổi thế nào mà tấn công. Thui tối tui tối tít, giơ bàn tay còn không nhìn thấy gì hết mà đánh đấm rào đây. Nằm trong rừng cây sao mà bắn được. Đây là nhược điểm của toàn trung đoàn vì trung đoàn trang bị toàn hỏa lực một trung đội có 4 cây B, 1 cây M79, 1 M60 và 3 AK, nhưng mỗi cây AK phải mang thêm 2 cây M72. Nói chung, một trung đội có 9 thằng thì chết 9 hỏa lực. Tối hôm đó, tiểu đoàn 2 làm lộ mục tiêu. Đang di chuyển thì bọn POT phát hiện. POT hạ tầm 12 ly 7, quét một đường. Tiểu đoàn 2 hy sinh rất nhiều, đã đội vận tải và công binh chuyển tử sĩ và thương binh ra tuyến sau. Lúc đó là gần 3 giờ sáng Đạn nổ tứ phía Nhìn lên bầu trời chằng chịt như pháo bông Bây giờ toàn là vĩnh bạch đạn ngang dọc Cả tiểu đoàn chúng tôi không nổ súng được Đành phải chịu trận Pháo của ta và địch dội trên đầu Mà không biết đâu mà lường được Mùi thuốc súng bắt đầu lan tỏa Khét Dần dần chúng tôi hằng tiết Và không còn hồi hộp nữa Anh buôn trung đội trưởng Bảo chúng tôi theo sát anh Cứ bò dần bò dần theo đội hình đi Thì gặp một con suối nước chảy ngập đến cổ Không biết cách nào qua Đội hình truyền ra sau Hỏi xem vận tải có mang cưa theo không Rất may là đội vận tải có mang theo Và anh em vận tải mang cưa lên hạ cây Để làm cầu qua suối Nhờ tiếng súng nổ Nên địch không phát hiện Chúng tôi làm cầu Và bông Pot chỉ bắn bâng cua Vài loạt 12 ly 7 Gần sáng anh buồn nhắc tôi Gắn nhiều phóng vào khi tôi vừa gắn xong thì có lệnh tấn công. Toàn đội hình nhô người lên, vượt suối băng qua các cây cầu. Có đứa còn rớt xuống suối, mạnh ai nấy chạy, cho qua cây cầu và nằm sạp xuống. Địch phát hiện, dập chúng tôi hàng loạt 12 ly 7 và các loại súng khác. Đồng đội tôi bây giờ mới có vài đứa hy sinh và bị thương. Chúng tôi cứ tiếp tục vượt lên và dàn hàng ngang tấn công lên trên đồi. Rồi tôi được lệnh nổ súng B41 đầu tiên bay ra khỏi nòng. ùng ừ, oanh! Cây 12 ly 7 bay lên. Anh buồn động viên tôi. Bắn giỏi lắm. Và cứ như thế tiếp. Hai trái, ba trái. Thì cặp nách bắn và sung phong chiếm đồi hoa thị. Tuyến sau, chúng tôi là lực lượng vận tải công binh. Theo sau, vì tiểu đoàn 1 là tiểu đoàn chủ công. Lúc đó khoảng 11 giờ trưa và không ai có một giọt nước uống. Khát quá Chúng tôi không biết làm sao Nên đành tiểu ra để uống Cho đỡ khát Khi toàn tuyến chiếm lĩnh trận địa Lúc bấy giờ đầu tiên Chúng tôi là tìm nước uống Sau khi chiếm đổi hoa thị Đơn vị tiếp tục hành quân Dọc theo dòng tông liên sáp Khoảng 2 số Rồi rút về chốt 165 Nơi đại đội một chốt Khi lên đến chốt chúng tôi mới giật mình Toàn bộ cây cối không nơi đâu Và không thấy dấu đạn cành cây bằng ngón tay út cũng trúng đạn Không biết đạn đội 1 Giống như thế nào dưới làn đạn này Dày xéo như thế này Trên những cây to Còn thấy những trái B41 Ghim vào thân cây Không biết vì sao nó không nổ Đơn vị dừng chân có một ngày Rồi tiếp tục mở tuyến tấn công Về hướng XA Lúc này hướng chủ công là hướng của tiểu đoàn 2 Toàn bộ mũi trinh sát Dồn về tiểu đoàn 2 còn tiểu đoàn 1 bọc cánh phải dọc theo dòng sông Tông Lê Sáp băng qua cánh rừng trồi Tiểu đoàn 1 và chúng tôi gặp một bãi mìn lớn khi qua đoạn sình lầy đã cản trở bước hành quân của chúng tôi Tiểu đoàn bộ xin trung đoàn chi viện cho ba trái DH30 để giải phóng bãi mìn Trung đoàn đồng ý và giải tỏa bãi mìn vừa xong thì chúng tôi bị bất ngờ một bốt tấn công quá bất ngờ nhưng đơn vị ổn định nhanh nằm tại chỗ chiến đấu những tiếng đạn rít ngang đầu nghe rất khủng khiếp chứng tỏ địch rất gần chúng ta chúng tôi bỏ lên theo hướng mà trái mìn th 30 vừa mới dọn đường phát hiện đây là một căn cứ của địch nhưng là tuyến sau của bọn pol pot nên lực lượng chúng rất mỏng và súng đạn chỉ tầm thường tiểu đoàn 1 bao vây địch rất nhanh và phản công hàng loạt b 41 b 40 nổ ung oanh rồi đồng thanh hô sùng phong lúc bấy giờ chỉ còn nghe thấy tiếng ủng oành và tiếng lạch tạch, giải rác, rồi nhỏ dần. Tiếng đạn dịu dần, rồi ngưng hẳn. Tiểu đoàn 1 đã chiếm lĩnh trận địa. Cùng lúc này, có một đội hình thanh niên sung phong ở Nghệ An hay Thái Bình gì đó. Vì lúc đó chưa phân biệt được giọng nói ở miền Bắc, hình như cả một đại đội dân công hỏa tuyến thanh niên sung phong đưa thương binh và tử sĩ ra tuyến sau và tiếp viện đạn dược cho chúng tôi. Tiểu đoàn 1 đội hình cũng ít dần vì thương binh rất nhiều. Bàn giao lại trận địa cho trung đoàn rồi tiếp tục hành quân. Đơn vị chúng tôi đi mãi một ngày không gặp một bóng địch nào, nhưng gặp một cánh rừng lộ ô. Chúng tôi vào cánh rừng này dừng quân chờ lệnh của cấp trên. Tiểu đoàn 1 được lệnh dừng đội hình để chờ các tiểu đoàn khác tiến lên. Khi thấy các tiểu đoàn khác đi ngang thì chúng tôi phát hiện địch ở rất gần là ở cuối cánh rừng lộ ô. Tiếp tục bám, nhưng không đánh được vì toàn cây lộ ô chẳng chịt, mà B40, B41 thì không nổ được vì chủ lực toàn là B, nên rất khó đánh và bắn. Buộc lòng, chúng tôi phải bò vòng tròn ra phía sau, ở ngoài khoảng trống mới đánh được địch. Bọn địch cứ nghĩ chúng tôi còn ở trong rừng lộ ô, nên chúng rất chủ quan. Chúng tôi đánh úp một trận ra trò Địch phản ứng không kịp Phải bỏ trận địa Trận này địch thiệt hại rất nặng Trụm gần hết Rồi đội hình tiếp tục vượt lên Ngang hàng với các tiểu đoàn khác Hình như lúc này các trung đoàn toàn tuyến Quân khu Đông Bắc Hình thành một hành ngang truy quét vừa đánh Vừa đẩy lùi địch về hướng sông Tổng Lê Sáp Tiếng xe tăng gầm rú Có cả tiếng máy bay thả bom dọc tuyến đường 19 Các cụ gói bốc cao chúng tôi thấy rõ ràng khi thế mỗi lúc một hàng hái địch co cụm về hướng lâm phát tiểu đoàn một trung đoàn bảy hai sáu chúng tôi đảm nhiệm dọc bên bờ sông tông lê sáp nên toàn tuyến tăng cường và ưu ái cho tiểu đoàn một rất nhiều rồi đến ngày mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm bảy chín chúng tôi được lệnh dừng quân ăn tết dương lịch được một ít bánh ngọt mứt và dừa nói chung là một bữa thịnh soạn cho một ngày tết dương lịch rồi chúng tôi dừng chân ở ngoài bìa của một phung tôi không biết tên đại đội 2 nằm gần đám khoai mì thật trúng mánh nhưng liên lạc tiểu đoàn xuống truyền đoạt chín điều quy định thẻ muốn chết mà chín điều quy định khắc nghiệt đi kèm thì xem như không có khoai mì gì hết tối đến chúng tôi dùng sẻng ra đào khoét ở dưới đất lấy củ không lấy cây mỗi cây chỉ lấy một củ rồi nắp đất lại nếu có ai vào đám mì thì không thể phát hiện được. Chúng tôi đào mì. Nhưng đại đội thì phát hiện ngay vì mùi khoai mì chín thì nó sông lên thơm ngắt. Và chúng tôi đã chuẩn bị điều đó xảy ra. Nên đào một cái hố nhỏ và lót sẵn tấm ni lông đi mưa. Khi bị phát hiện thì úp xong mì xuống để lót ba ni lông lên. Rồi vị khách không mời mà tới. Buộc chúng tôi phải đổ úp xuống lỗ. Nhờ nước luộc ở trong xoang đã sôi. Vì đó khi úp xuống đất lấp kỹ nền đã chín hết Khi đại đội kiểm tra xong Chúng tôi chưa vội ăn Phải chờ tới khuya mới ăn Khoảng lúc đó là một giờ đêm Lần đầu tiên khi đặt chân lên đất Campuchia Mới có một bữa ngon da trò Và thật no nê Đơn giản, rất bình thường Nhưng nó ngon không thể tả được Sau khi ở Popailin Và giải phóng xong khu vực này Tiểu đoàn 1 về đóng quân ở Tà Xanh còn tiểu đoàn 2 đóng quân ở Sam Lốt. Tiểu đoàn 2 trúng mánh ở khu vực này vì toàn là sầu riêng. Nhưng là cứ lớn của Pol Pot nên tiểu đoàn 2 tương bị tập kích. Có một lần vào năm 1979, tiểu đoàn 1 tăng cường cho tiểu đoàn 2 đánh theo cấp tiểu đoàn thiếu. Tiểu đoàn 1 hành quân lên Sam Lốt. Thì lúc đó, tiểu đoàn 2 trung đoàn 812 cũng tăng viện giải vây cho tiểu đoàn 2 trung đoàn 726. Xém một chút nữa thì tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 chọn nhau với tiểu đoàn 2 trung đoàn 812 rồi. Vì tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 đang đi dưới lòng suối, còn tiểu đoàn 2 trung đoàn 812 đi ở trên cao ở trong rừng. May là đại kỹ thuật báo cáo có tiểu đoàn 2 trung đoàn 812 tăng viện, chứ không quân ta đã chiến thắng quân mình rồi. Khi gặp nhau và ngày hôm sau giải tỏa cho tiểu đoàn 2 trung đoàn 726 và tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 tiếp tục truy quét gần biên giới Thái Lan và tiểu đoàn 1 hy sinh hai đồng chí quê ở Ninh Hòa và chính trị viên đại đội. Hai thương binh, xạ thủ 12 ly 7 của đại đội 4 tiểu đoàn 1. Trong đợt truy quét hướng biển Hồ, đại đội 21 có 9 đồng chí trinh sát trung đoàn điều nghiên vào phung của Pol Pot. Cứ tưởng là phung này hoàn toàn đã giải phóng. Không ngờ dân Pot cho ăn thịt bò xào với lá cần sa. Ăn rất ngon nhưng khi ăn xong thì lượng cần sa vào cơ thể quá nhiều, gây phê và lăn đùng ra. Dân Pốt đem ra ruộng lấy rơm trải dày, bỏ chín đồng chí trinh sát của đại đội 21, thùi cháy đen như chuột. Đài kỹ thuật phát hiện và thông báo là đúng là lính mình. Trung đoàn điều tiểu đoàn 1 vào. Lần đó tôi dẫn đội hình vào lấy xác chín đồng chí và tiểu đoàn trưởng Thành Thẹo ra lệnh cho ba sạch nên là cả cái phung đó không còn trên bản đồ nữa. Và sau này, tốt la làng lên Liên Hợp Quốc là chúng ta tàn sát nhân dân. Khi vài tháng sau, đoàn Liên Hợp Quốc tới, thì chỉ biết đây là khu vực không người, không có dấu hiệu người ở, nên không kết tội được chúng ta. Trong 9 đồng chí đó, có một đồng hương của mình tên là Nhơn, gần nhà thân của Đại đội 2 và hương của Đại đội 1. Tôi còn nhớ chỗ đồng đội mình hy sinh, ngay gần con sông, nhưng rất cao Từ trên bờ đến mặt nước khoảng 5 mét Bề ngang sông rộng khoảng 100 mét Toàn bộ tàu bè còn sót lại Chúng chưa kịp di chuyển Đại đội 1 đốt sạch Còn nhà thì không còn dấu vết Là vì nhà sàn nào cũng có dầu rái Đựng trong ống lổ ô Đựng ngay ở góc nhà Khi đốt cháy dầu nóng Chảy ra thấm xuống các cột nhà Ở sâu dưới đất Nên vụ này tiểu đoàn 1 làm gọn Sau được truy quét khu vực biển hồ xong khoảng một tháng. Hình như là tiểu đoàn 1 đi hết một phần hai vòng tròn của biển hồ. Đúng là nơi chủ phú, có một không hai và chưa bao giờ trong đời mình lại gặp. Khi đến khu vực Precha, nơi đây ở dưới sông toàn là cá như mình nuôi trong ao vậy. Cá đặc sệt, trèo ghe ra một chút, lấy nón cối múc dưới sông đã có cá ăn rồi. Sau khi giải phóng quân khu Đông Bắc và tỉnh Rana Takiri toàn trung đoàn 726 được lệnh rút về nước nằm tại sân bay Hàm Rồng, Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lúc này, chúng tôi mới biết trung đoàn của chúng tôi thuộc trong đội hình 309, có chủ trương là trung đoàn 726 sẽ đi qua ca bằng máy bay, nhưng giờ cuối thì bị hoãn lại vì phải đi về Quy Nhơn. Được 2 ngày thì có đoàn xe chở xuôi về Quy Nhơn theo trục đường 19 và nằm tại Quy Nhơn 2 ngày. Rồi chúng tôi được lệnh lên tàu vào Nam và đến trạm 15 Hố Nai. Nằm ở đây khoảng 10 ngày, rồi đơn vị chúng tôi được đoàn xe của quân khu 7 chở vào sân bay Tân Sơn Nhất và đi trên chiếc máy bay của Liên Xô, bay đến sân bay Siêm Riệp, Campuchia. Lúc này khoảng thời gian là tháng 3 năm 1979. Khi xuống máy bay, chúng tôi thấy chiếc máy bay C-130 của Mỹ đang bốc cháy và tiếng súng của pháo bắn tứ tung. Đơn vị được lệnh rời khỏi sân bay, di chuyển sang khu vực nhà sàn. Chúng tôi ở Siêm Diệp một đêm và qua ngày hôm sau, có một đoàn xe Jin Khơ 130 chờ chúng tôi đến thị trấn Popailin. Lúc này quân đoàn 3 còn đóng quân ở dọc đường 10. Vừa xuống xe, các đại đội đều tách riêng và ở khá xa nhau. Khoảng 2 tiếng sau, lúc đó là khoảng 3 giờ chiều, lệnh hành quân được công bố. Tiểu đoàn 1 đi theo hướng nhà máy cà phê rồi lên đồi hỗ trợ cho các đội đội công an biên phòng của quân khu 7 đang chốt ở nơi đây. Lên đến nơi khoảng 5 giờ chiều và chúng tôi ăn cơm chiều tại đó. Tiếng súng AK nổ lạch tạch gần đâu đó, chúng tôi không quan tâm. Mấy bạn công an biên phòng chạy ra bảo chúng tôi nấp xuống hầm, coi chừng đạn lạc. Chúng tôi chỉ cười và nói không có gì phải xuống hầm đâu. Có nghe thấy tiếng hỏa lực đâu mà sợ. Lúc ấy các anh công an biên phòng mới ra hỏi chuyện chúng tôi. Thấy chúng tôi ăn kham khổ các anh ấy đem thịt hộp cho chúng tôi. Từ khi nhập ngũ treo đến lúc bấy giờ, chúng tôi mới được hưởng chọn lon thịt gà như vậy. Vì một lon thịt gà một bữa ăn cả đại đội, chỉ có một lon, và chúng tôi chỉ được Thái Bình Dương thôi. Còn sát thì đại đội hưởng. Các anh ấy nói, lính của bộ tăng cường mà nhỏ con thế, đánh đấm thế nào đây? Mấy anh hỏi, đại đội tôi có bao nhiêu người lính? Tôi trả lời khoảng 40 người mà anh tỏ vẻ thất vọng với anh em chúng tôi. Vì ở các anh ấy, một đại đội có đến 120 người bằng 3 lần chúng tôi. Mà các anh ấy còn không chịu nổi với bọn Pol Pot, huống hồ chỉ có bao nhiêu. Các anh ấy cũng hỏi là súng chúng tôi đâu mà không thấy. Tôi giơ cây B41 cho các anh xem. Các anh hỏi súng gì mà lạ quá. Toàn đại đội 2 chúng tôi toàn là ống thổi, nói riêng nhưng các đại đội bạn cũng chỉ vậy thôi Vì đây là biên chế mà Một trung đội có 8 thằng Hết 4 cây B Rồi một cây M79 Và 3 cây AK Nhưng 3 cây AK Mỗi cây phải mang theo hai khẩu M72 Và một trái miền DH8 Nói chung chúng tôi chơi toàn là hỏa lực Trong đội hình sư đoàn 309 Trung đoàn 726 đặt chân đầu tiên Trên mảnh đất Popaylin, Một thị trấn sầm uất của tỉnh Bát Tam Bang nổi danh là mỏ kim cương của đất nước chùa tháp, giáp biên giới Thái Lan, chính là nơi tập trung của bọn Pol Pot. Ngày đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Pai Lin. Tối hôm đó, toàn trung đoàn được lệnh của sư đoàn 309 là nổ súng tấn công, phản kích bất ngờ các cứ điểm của Pol Pot và đẩy lùi toàn tuyến biên giới. Tối hôm đó trời tối đen, đội hình tiểu đoàn một ém quân từng toán một vượt qua đại đội công an biên phòng của quân khu bảy và tập kết dàn quân hàng ngang để chờ lệnh nổ súng. Đến khoảng 2 giờ sáng, có pháo hiệu. Không những riêng đội hình của trung đoàn 126 mà cả sư đoàn 309 đồng loạt nổ súng. Lúc đầu có nghe tiếng súng nổ, dần dần chỉ thấy các vệt đạn đan chéo nhau bay khắp bầu trời Pai Linh. cứ lúp xúp chạy lên phía trước. Trên vai đạn B41 vẫn còn nặng. Tôi xin anh buôn B trưởng cho bắn thêm vài trái cho nhẹ. Anh chỉ cho bắn thêm một phát nữa thôi và tổng cộng ở trong đêm tôi bắn được 3 phát. Đến sáng ngày, tờ mờ, chưa thấy rõ mặt người. Tôi nhìn thấy ngổn ngang súng ống, sắc địch và máu me tùm lum. Cũng có tiếp tục tấn công qua cánh đồng trống và cứ mãi xung phong. Đến khoảng hơn 10 giờ, chúng tôi thấy có hai tốp trực thăng bay trên đầu và loa xuống thông báo chúng tôi đã xâm phạm lãnh thổ Thái Lan. Đơn vị dừng lại và đợi lệnh của trung đoàn những cây 12 ly 7 chốc nòng súng lên trời Nhưng lệnh rút quân Và chúng tôi tiếp tục truy quét Đến gần bản cây xoài Thì đích bắn ra Toàn đội hình trung đoàn bao vây Và nhanh gọn chiếm lĩnh trận địa Một vài đồng đội bị thương Và một số bệnh binh ở lại bản cây xoài Chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước Và đến chiều đó Khoảng 3 giờ ngày hôm sau Chúng tôi hay tin Ở bản cây xoài bị tập kích Anh em tuyến sau chạy tứ tán và Pol Pot đã chiếm lĩnh trận địa. Tiểu đoàn 1 được lệnh rút về giải vây. Khi đến nơi thì đội hình mình có một số hy sinh và một số thất lạc. Sau này cũng không tìm thấy nữa. Tiểu đoàn 1 củng cố đội hình và áp tải thương bệnh binh đi theo đội hình. Ngày hôm sau đến bản nhà tôn giáp biên giới Thái Lan. Chúng tôi đặt tên nơi đây là bản heo vì đây là cứ của địch và toàn là heo. Sau khi hai ngày đêm tấn công dọc tuyến biên giới Thái Lan Campuchia, vào khoảng 10 giờ sáng ngày kế tiếp, đội hình trung đoàn 726 đến bản Nhà Tôn. Trinh sát trung đoàn báo là có địch. Toàn đội hình tiểu đoàn 1 giàn quân. Đại đội 1 chính diện, đại đội 2 cánh trái, đại đội 3 ở cánh phải và đại đội 4 cùng tiểu đoàn bộ ở phía sau đại đội 1. Đội hình tràn lên, địch nổ súng trước và lệnh nổ súng hàng loạt. B40, B41, DKZ82 vàng lên 12 ly 7 nổ giòn, đổ dồn về phía bàn nhà tôn. Những ụ mối, những gốc cây lớn bị hất tung lên và tôi không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Bên tai tôi tiếng ò ò và chỉ nhìn thấy đồng đội tôi vất tay lên rồi ôm cây B41 chạy lên và tiếp tục kẹp nách bắn. Cối 82 của ta và địch lẫn lộn nổ tứ tung vào đội hình của chúng tôi. Chúng tôi cứ nằm tại chỗ và từng đợt tràn lên tiếp cận ngang hàng với đội hình rồi tiếng súng cũng dịu dần và bên tôi anh bê trưởng nói bò lên chúng tôi bò lên như một cái máy cứ bò hố ngang tùm lum của những trái đạn nổ tung tôi bỏ xuống một hố đạn và lấy nước ra uống thì không tìm thấy cái bi đông nước đâu bên phải túi đựng cơm nó dẹp lép như cái bánh đúc khát nước quá không thể nào chịu nổi tôi bỏ qua chỗ anh buôn bê trưởng xin nước chưa kịp hỏi, anh hỏi tôi trước, cho anh tí nước. Tôi trả lời, bi đông nó mất tiêu rồi, mới bỏ qua xin nước đây. Lúc đó khoảng hơn 12 giờ trưa, đội hình D1 nằm giữa cánh đồng ở ngoài bản Rồi chúng tôi nghe tiếng ô tô gầm rú chạy. Tiểu đoàn truyền lệnh, sung phong. Rồi chúng tôi đồng thanh hô, chào lên và tiếp tục nổ súng về hướng dãy nhà tôn. Tiểu đoàn 1 chặn được chiếc xe cuối cùng của địch và địch đã bỏ chạy. Điều đoàn ra lệnh cảnh giới và dừng quân tại chỗ. Như thế là đơn vị chúng tôi đã chiếm lĩnh trận địa. Lúc đó khoảng 3 hay 4 giờ chiều. Cái đầu tiên chúng tôi là lấy nước uống. Rồi mới hỏi thăm đồng đội. Lần này, đại đội 1 bị thương rất nhiều. Đại đội 2 ít, đại đội 3 gần ngang với đại đội 1. Nhưng không có thử sĩ. Chúng tôi thấy heo của bọn Pol Pot nuôi tháo chuồng chạy ra tứ tung. Rồi thèm thịt heo nhưng không dám. Đại đội hỏi ý tiểu đoàn xin làm thịt một con, tiểu đoàn cũng không dám cho. Đến tối, được lệnh từ trung đoàn cho anh em ăn thoải mái thì chúng tôi đã làm liều một con rồi. Hay được tin, chúng tôi bỏ mỡ lấy nạc mà ăn. Báo hại, ngày hôm sau toàn tiểu đoàn bị tiêu chảy quá trời vì ăn quá nhiều đạm nên cơ thể thích ứng không kịp. Và đến bây giờ tôi vẫn không biết các đồng đội của tiểu đoàn 2 và 3 đánh ở hướng nào. Tôi cũng không rõ địa danh là gì. Các đồng đội gọi là bản cây xoài, còn cứ của địch toàn là nhà tôn thì gọi là bản nhà tôn. Vì từ Việt Nam mới qua Campuchia chưa được 2 ngày là đã đánh tại Pai Linh, suốt dọc biên giới Thái Lan Campuchia liên tục cho đến Tà Hen thì gặp đội hình của trung đoàn 31 sư 309 rồi mới quay về Pai Linh Trung đoàn 726 chỉ phòng thủ ở chốt là số 1 nhưng đánh tấn công cũng tạm được, chỉ chơi toàn là hỏa lực. Trung đoàn 812 thì có lối đánh tấn công rất đẹp, còn trung đoàn 96 thì không biết ra sao nhưng chạy dài chắc là 96. Sau này trung đoàn 726 tách ra làm chuyên gia quân sự tại tỉnh Bắc Tam Bang thì quân khu 5 tăng cường cho sư 309, trung đoàn 250 thế chân tại địa bàn của trung đoàn 726 ở Tà Xanh và Sam Lốp. Sau đợt tấn công, mở màn, đẩy lùi pốt qua biên giới Thái Lan. Trung đoàn 726 bàn giao trận địa lại cho trung đoàn 31 và rút về Pai Linh. Từ Pai giải dọc đường 10 đến cua chữ V. Từ cua chữ V lên tả xanh và sắp lốt. Lúc này, khoảng thời gian là tháng 4 hay tháng 5 năm 1979, và cũng trong thời gian này là lúc thế chân cho quân đoàn 3 rút quân về nước. Tại đội 2 chúng tôi đóng quân ở đoạn giữa tà xanh và xăm lốt ngay ở đống gỗ trên triển dốc nơi đây bốn pot rất đông hàng đêm có từng đoàn người di chuyển rất đông từ trong dân qua đất thái có những đêm đi phục thấy đông quá chúng tôi còn không dám nổ súng vì chỉ có sáu người mà đoàn người có đến hàng vài trăm mà trong đó dân là chủ yếu gùi hàng cho bọn pot rừng ở tà xanh nơi đây vắt nhiều vô kể cứ một đêm đi phục là trên người có hàng chục con vắt bám vào chỗ hiểm. Đến sáng về, lột quần áo, nhờ bạn bè bắt dùm. Và bệnh của lính nữa chứ. Hạc lão lăng ben thì đứa nào cũng có. Y tá cho y ốt thoa vào là nhảy cẫng lên vì rát. Nhớ lại những kỷ niệm ngày nào thật vui và cũng thật buồn. Cho đến bây giờ, mình cũng không còn nhớ gì thêm về đồng đội cùng chiến hào, sống chết bên nhau trong thời gian này ít chạm súng với bọn địch hơn lúc trước nhưng ngày nào cũng đi phục bọn pot hễ thấy là nổ súng liền vì ở tà xanh tụi pot quá đông với lực lượng mỏng như đơn vị chúng tôi chủ quan là bị nó bắn ngay hàng đêm ở chốt đơn vị chúng tôi bò ra ngoài vành đai nằm hết chỉ còn lại đại đội bộ quản lý của đại đội y tá và nuôi quân ở phía trong có một lần bị địch tập kích và bị dính trưởng ngay với chúng tôi. Và từ đó ở cái chốt này rất yên ổn. Địch cũng không dám lại gần nữa. Trong thời gian này, đại đội 2 ở xăm Lốt bị địch bao vây. Đại đội 1 tăng cường. Và trong đó đại đội 2 có tôi, trinh sát của tiểu đoàn, cắt rừng đi cho nhanh. Và xém một chút nữa thì đại đội 1 của trung đoàn 26 chúng tôi choảng nhau với đại đội 2 của 812 ngay ở gần xăm Lốt. Vì sư đoàn cũng tăng cường 812 giải vây cho tiểu đoàn 2 của trung đoàn 726. Hôm đó vào một buổi chiều ở biên giới Thái Lan Campuchia, tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 cắt rừng gần tới chỗ tiểu đoàn 2 trung đoàn 726 thì phát hiện có địch, đội hình triển khai và bọc xuống suối nằm im chờ địch. Tôi mang cây 41 lựa chỗ đàng hoàng cho phụt lửa ở phía sau không bị cạn và địch đến gần rồi bỗng nhiên có tiếng súng bắt liên lạc điểm xạ hai tiếng rồi ba tiếng súng AK. Chúng tôi nói quân ta rồi và lên lại ba tiếng. Rồi đại kỹ thuật báo trung đoàn 812 tăng cường giải vây cho trung đoàn 726 ở Tà Xanh và Sam Lốt. Thế là chiều hôm đó tôi gặp thằng bạn cùng xã tên là Lương Công Châu, nó ở trung đoàn 812 và chúng tôi rất mừng. Rồi giải tán ngay và tiếp tục hành quân lên Sam Lốt. Khoảng 4 hay 5 giờ chiều, chúng tôi tiếp cận với tiểu đoàn 2 ở ngay dưới hàng cây vườn sầu riêng giáp danh với bìa rừng dọc biên giới Thái Lan. Lúc này lính của đại đội 2 bị sốt rét nhiều vô kể. Vừa sốt vừa gác thì co cụm lại. Địch không phát hiện được quân ta lùng sục thì đồng nghĩa với quân ta đang ở thế yếu. Địch bao vây không chịu nổi. Tối hôm đó chúng tôi ở lại với tiểu đoàn 2 và ra ngoài biên nằm hết đào công sự cho lính tiểu đoàn 2. Qua ngày sau, đơn vị chúng tôi triển khai truy quét lên phía biên giới. Đến chiều, chúng tôi gặp các chốt của bọn Pốt và nổ súng. Tuyến phòng thủ của bọn Pốt bị chúng tôi đánh tung và chiếm lấy. Sau đó tiếp tục vận động lên phía trước khoảng 15 phút. Rồi tiếp tục gặp tuyến phòng ngự thứ hai của bọn Pốt. Và lúc này nổ giòn hơn và mạnh hơn. Chúng tôi chiếm lĩnh trận địa. Lúc này tiểu đoàn 1 triển khai lùng sục ở các hướng và gặp tuyến phòng ngự thứ ba ở hướng của đại đội 1 và đại đội 2. Đại đội 3 đón lõng, tuyến này nổ súng hơi lâu rồi cuối 82 của ta chi viện. Tôi thầm nghĩ là căng đây. Sau khi đoàn chuyên gia quân sự 7704 được thành lập, Sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 309 chuyển lên đập Pinh Puy phía đông bắc đường 10, cách xã Lâm Trầm Pâu, Ba Núi khoảng 10 cây số. Nơi đây có một đập nước tạo thành bởi một con đê Nối liền giữa hai ngọn núi, cách nhau khoảng 2 km đường chim bay. Sở chỉ huy đặt ở đầu con đê, cũng là con đường xe ô tô đi được về phía đông bắc. Trước mặt sở chỉ huy là đồng ruộng, làng mạc và đập nước. Ở phía sau lưng, phía tây là một dãy các điểm cao, thật là một địa hình lý tưởng. Tôi đã cho thiết lập một chốt quan sát ở trên điểm cao. Dưới chân điểm cao này là sở chỉ huy của sư đoàn. Phía sau điểm cao là tiểu đoàn trinh sát, kế đến là tiểu đoàn vận tải và hệ thống kho tàng. Quang cảnh ở đây là trên núi, dưới là đập nước mênh mông, đúng với câu sơn thủy hữu tình, không khác gì một khu nghỉ dưỡng nghỉ mát. Để tạo nên nếp sống văn hóa ở chiến trường, chúng tôi đã chú ý đến công tác xây dựng doanh trại, duy trì các chế độ chính quy. Ngoài các công trình chiến đấu như hầm hào, công sự, chúng tôi đã tiến hành xây dựng một loạt các công trình khác như hội trường, nhà kho, bệnh xá, doanh trại, với các công trình thể thao, thể dục, và đặc biệt quan tâm đến hệ thống đường xá, cơ động từ sở chỉ huy đi các hướng của Trung đoàn 36, nay đổi tên là Trung đoàn Pháo binh 487, từ thị xã Bát Tam Bang được điều lên đứng chân ở xã Tà Hèn, trên trục đường 58. Trục đường này chạy dài từ Sisovon đến Valovia, Tà Hen về Seran Tiếc xuống thị trấn Pailin, hợp điểm với đường số 10 tại Pailin. Sau khi trung đoàn 726 được chuyển về thành lập đoàn 7704, tiểu đoàn 1 đứng chân ở Tamako, ngay tại huyện Đát Tam Bang. Nhưng tiền phương thì đóng quân ở Bà Vân, đại đội 2 đóng ở Công Công Trư Năng, đại đội 3 đóng ở Tà Hen. Khoảng cách các đội hình ở các đại đội khá xa, tiểu đoàn 3 đóng quân ở Sisophon. Ngày trước ở Đông Bắc, các trung đoàn của 309 đánh nhau với Pol Pot rất ác liệt. Ngày đó chưa thành lập sư gồm có trung đoàn 95, 96, 94, 142, 143, 812, 726, 31 và 29 là nằm gọn trên đất Campuchia. Và có một nguyên trung đoàn hậu bị của quân khu 5 nằm giải rác ở các tỉnh Tây Nguyên dọc biên giới Việt Nam Campuchia. Lúc đó trung đoàn 726 là tỉnh đội 2 Gia Lai Cam Tum mang tên trung đoàn Chư 143 mang tên Mang Giang đến khi giải phóng Campuchia quân khu 5 mới tăng cường 726 cho sư đoàn 309 và cùng sư 309 bay sang Bát Tam Bang. Khi đến sân bay Siêm Diệp, trung đoàn 726 được nghỉ chân một ngày. Sau đó xe Jin Khơ chở 726 đến ngay thị trấn Popailin và trong ngày hành quân qua thị trấn, qua nhà máy cà phê và lên đồi gặp một đội công an vũ trang ở quân khu 7. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, anh em thì ở dưới công sự, còn 726 thì lên đến ven đường và lấy cơm vắt ra ăn. Lúc đó, tiểu đoàn 1 quân số chỉ có hơn 100 người, tương đương một đại đội công an vũ trang của quân khu 7, mà lính của quân khu 5 thì rất nhỏ con, nhưng súng ống thì rất lạ với anh em quân khu 7 vì toàn là ống thổi lửa. M79, M72, M60, 12 ly 7, cối 6 và cối 8 là chủ lực. Riêng mình thì mang cây B41 với 6 trái ở trên lưng và một trái ở trên nòng Ngày tối hôm đó toàn tuyến xuất kích và đến khuya hôm sau là toàn tuyến 309 nổ súng đẩy lùi bọn Pol Pot ra khỏi biên giới Campuchia. Máy bay trực thăng Thái Lan lượn trên đầu và loa xuống thông báo quân đội Việt Nam đã xâm lược chủ quyền của Thái Lan. Lúc đó mới biết là đơn vị mình đang ở trên đất Thái. Khổ nhất là các đồng đội 12 ly 7, 7 người cùng khiêng cây 12 ly 7 chạy ra khỏi khu vực đất Thái nếu không thì trực thăng nó bắn xuống không còn một mạng. Hồi ký chiến trường ca Hỡi ức lính, xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe Hồi ký của cựu chiến binh Đại đội 3, tiểu đoàn 7, trung đoàn 29, sư đoàn 307 Ngày lên đường ra biên giới, quân số đại đội tôi có 50 người Từ cán bộ già dặn trận mạc cho đến anh binh nhì tuổi mới 18, đôi 10 Đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, nơi cúc ruột miền Trung, quanh năm mưa tuôn, nắng cháy. Về đây thành lập K4 Trung đoàn 95, Sư đoàn 307, vào ngày 22 tháng 8 năm 1978. Đại đội 3 lần đầu xuất trinh, đi trước tiểu đoàn 5 ngày, ra trận với đám lính mặt mũi còn non trẻ làm các sĩ quan chỉ huy đã kinh qua chiến đấu, lo lắng, không hoàn thành nhiệm vụ. Rồi xảy ra chuyện cán bộ trung đội, tiểu đội thoái thác trách nhiệm như anh Chiến Đen, B trưởng B2, anh Toàn, B trưởng B1, anh Thành Lùn, A trưởng, người chỉ huy trực tiếp của tôi, anh ưng văn thư đại đội. Họ chỉ một việc ngồi lại châm biếm, công kích ban chỉ huy đại đội. Anh Thìn, đại đội trưởng, phải báo lên cấp thẩm quyền giải quyết. Cấp trên cho quân Pháp với vệ binh xuống còng tay tất cả rồi tống lên xe GMC chờ đi đâu không ai biết. Biên giới bây giờ đã là mùa mưa, mưa như chút nước, bầu trời u ám, không một tia nắng, hòa cùng tiếng súng rền khắp nơi nơi. Hơn 20 đồng đội cùng nhập ngũ đợt tháng 5 năm 1978 với tôi đã lần lượt chào từ biệt đại đội 3 để đi bổ sung cho các tiểu đoàn tuyến trước. Đại đội 3 bộ binh nhanh chóng củng cố nội bộ rồi đưa quân ra chốt giữ. Chốt cũ của đại đội 11 K3 ở sát đầm lầy, khu XP. Trung đội 2 đi chốt lẻ cách đại đội chừng 1 km. Cả đơn vị chỉ còn 19 người giải quân khắp tuyến chốt dưới giao thông hào, nước ngập đến ngang thắt lưng. Phải thay nhau ăn ngủ dưới hầm hố nhão nhét bùn đất. Từ quan đến lính, quần áo ướt sũng. Cố gắng căng mắt quan sát từng mục tiêu. Sơ hở có thể mất chốt ngay và còn mất cả mạng luôn. Có hôm, cả đơn vị phải chịu đói. Mưa lớn làm sạt lở bếp hoàng cầm khói lên mù mịt, làm tiêu điểm cho các loại hỏa lực bắn phá. Lương khô, gạo sấy, dự trữ cũng đã hết. Cái đói làm cồn cào, ruột gan, làm mở mắt. Các chiến binh thấy đất trời trao đảo, chân bước khẩn vững. Mấy hôm trước, quản lý Trần Tiến Phương có cấp cho mỗi người một gói bột gạo lức hiệu Bích Chi, nói để bồi dưỡng sức khỏe. Ai cũng nghĩ của quý cố mà để dành. Gặp không có cơm mới dùng đến, ăn bột sống, ăn khô mắc nghẹn nên phải uống nước. Nước lã được lấy từ các vỏ hộp, lấm lem bùn đất. Cứ ăn một miếng lại uống một ngụm nước. Thằng Chí hài hước, nói đây là nước uống hạ thay rượu bằng nước mưa. Bổ đâu không thấy, nhiều người bắt đầu ra đi bằng phản lực, lúc trở về bằng trực thăng. Anh quyết y tá phải tất bật ngược xuôi mới đánh dẹp được quần tào tháo. Đã đói lại còn đau bụng sức khỏe của lính tụt xuống dốc. Mặt mũi bơ phờ, má còm mắt sâu. Hơn tháng dầm mình trong bùn đất, đồ bận trên người rất cộm, lấy dao tông cào sạch đất, sẽ rớt ra từng miếng bênh trong láng bóng. Một hôm, có một đoàn cán bộ thuộc Trung đoàn 29 đến nhận bàn giao chốt. Cùng đi có một đại đội bộ binh, họ từ chiến trường Đắc Minh, Đắc Lắc mới chuyển quân lên đây. Họ ăn bận, trồng rất chính quy, Mấy ông sĩ quan trông rất oách Một ông chân nệ ổng lộp bộp Lần đầu nhìn lính đại đội 3 Vừa dưới công sự đi lên Ông nhún vai Phán cầu chắc nịch Chúng mày ăn như tổ phỉ Hãy bình tĩnh xem quân trung đoàn 29 Đánh rồi học theo nhé Có đội trưởng vệ binh Giới thiệu chúng tôi là Ông là thiếu tá đoàn trọng hạp Trung đoàn trưởng trung đoàn 29 Một con mãnh hổ vùng đồn năm Đắk Lắc đại đội 3 về hội quân với tiểu đoàn cùng K3, tiến đánh cao điểm 312, còn có tên là Cổ Cò. Sau một ngày đêm tấn công, quân ta đã chiếm giữ được 312. Do địa hình địa vật khá phức tạp, khó vận động, K4 trung đoàn 95 đã ăn nằm gọn trong tầm hòa lực pháo binh của bọn địch, tổn thất rất lớn. Anh cùng tiểu đoàn phó cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. K4 rút khỏi 312 về đóng quân ở phía Nam cách đường 19 độ một cây số làm lực lượng dự bị trời hưởng nắng lính thay nhau tắm giặt vội vàng đất bụi tích tụ ở trong người được xả ra làm đục ngầu một đoạn suối nắng đầu mùa thiệt khó chịu bệnh sốt rét lại bùng phát người nào sốt nhẹ cũng ba tám ba chín độ có người lên cơn sốt ác tính nói cười lảm nhảm không còn biết mình là ai cứ xông vào cấu xé bạn đồng đội chúng tôi lại phải hè nhau trói bạn đưa tới trạm xá trung đoàn. Nhiều đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy, xong cháu ít ỏi cấp cho cả đại đội, Cháu nấu với thịt hộp. Lừa tưa có nhúm gạo hầm lúc chìm lúc nổi ở dưới làn nước mờ đục. Thấy ít nên người khỏe nhường cho người ốm, cứ nhìn mặt nhau, nhìn qua nhìn lại, thấy bực mình, tăng chung lối anh nuôi nạt. Tàu vét đến hạt gạo cuối cùng mới đấu được bấy nhiêu Sao tụi bay không ăn? Từ giờ, còn đòi hỏi gì nữa? Nó đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt hiểu. Tự tay múc chia đều cho mỗi đứa một vá nhỏ. Anh đàm văn sủi, đại trưởng đứng gần đấy, nhìn thấy tất cả. Anh quay mặt đi nơi khác, nhìn đồng đội húp cháo. Thằng Trung rơi nước mắt, giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống gương mặt khắc khổ, lẩn nhanh vào trong tròm dâu rậm như rừng già. Vì lâu ngày chưa được cạo rửa, nó lại vui vẻ nói: "Nếu sau này còn trở về, tao sẽ đãi các đồng hương món bánh xèo ngon tuyệt, ăn no đến tận cổ luôn." Thời gian yên tĩnh đã qua, tiếng súng lại nổ có phần dữ hơn. Anh rồi thông báo: "Sư đoàn 920 quân Khmer Đỏ đã đột kích vào tuyến phòng thủ của trung đoàn 29. Quân ta bị thiệt hại rất nặng, nhiều chốt đã mất. Địch quân đã khống chế được 19 từ ngầm Ozadao." lên ngã ba trạm phẫu ta và địch đang ở thế giành giật đánh nhau quyết liệt tại trạm phẫu nhân viên quân y thương bệnh binh đã đi sơ tán địch đã đánh chiếm được kho lương thực kho vũ khí chiều ngày 12 tháng 10 năm 1978 trung đội 2 đại đội 3 được lệnh của tiểu đoàn đi chốt giữ một điểm quan trọng ở phía nam đường 19 cách ngã ba trạm phẫu chừng 300 m lại phải đi chốt độc lập đây là lần thứ hai được gọi là trung đội Nhưng chỉ có 6 người Anh Bế Ích Cương Lính nhập ngũ năm 1972 Làm bê trưởng Mai Văn Lập và tôi phụ trách hai tiểu đội Có đại đội phó Ma Văn Mậu Trực tiếp chỉ huy Được trang bị hỏa lực cá nhân rất mạnh Có 2B41 1B40 một trung liên RBD 1 M79 4 quả mìn Claymore Mấy tay nhỏ con như tôi Với anh Cương Được phần nhẹ hơn nhưng phải mang kèm hai quả M72. Ai cũng có từ 2 đến 3 quả M67. Dắt ở thắt lưng. Anh Mậu vừa làm chỉ huy, vừa làm chiến sĩ. Anh tự trang bị cho bản thân một khẩu B41. Anh bảo, địch nhiều, ta ít, phải có sức mạnh hỏa lực, chúng ta mới trụ nổi. Hành trang quá nặng, không thể đi nhanh được. Trung đội 2 vượt thác nước sâu, phụ nhau leo qua vách đá, cao tưởng chừng như dựng đứng rồi tiếp cận đường 19. Chập choạng tối, đội hình đã vào đúng điểm cắm chốt, cái chốt nhỏ nằm ở phía nam cách đường 19 chừng 70m trong đám cây tái sinh do bom đạn của Mỹ. Vùng này trước năm 1972 cũng có chiến tranh. Tôi nghe anh tạo chính trị viên trưởng tiểu đoàn nhập ngũ năm 1967 kể lại, anh từng hoạt động ở vùng này nên biết khá rõ dấu tích của chiến tranh vẫn còn từng cặp hố bom B57, vỏ bom bi nằm rải rác ở hai bên đường, có chỗ ăn sâu vào trong rừng già cả 100 mét, đã bị chất độc hóa học làm cho thảm thực vật chết rụi, nhường cho các đám dây leo bỏ chằng chịt. Phía bắc chốt có đám mắc cỡ trắng cao lút đầu người, bề dày đoán chừng hơn 30 bước kéo dài về thác nước sâu. Bên trong bên ngoài nhìn nhau không thấy gì, loài động vật như nai, man, không thể chui lọt được, tạo sự an toàn chừng mực cho A4 và A3 đảm nhiệm ở phía đông, mặt hướng về ngã ba trạm phẫu. Muốn xâm nhập vào chốt từ hướng này cũng không phải dễ dàng vì địa vật cản trở. Nguy hiểm nhất là hướng bắc, có địa hình bằng phẳng, chống trải, nhìn thấy ở ngoài đường. Vậy nên binh lực phần lớn được bố trí tại đây. Trời tối hẳn, không gian yên tĩnh khác thường. Anh Du người lớn tuổi nhất tiểu đội chúng tôi chưa hết sốt anh được phân công cảnh giới còn tất cả phải làm công việc muôn thuở của lính chiến là đào hào đắp lũy trước tiên phải đào tạm cho mỗi người một hố cá nhân phòng khi địch đánh còn có nơi giấu thân đêm đen lính mỏ mẫm đào bới đất bằng lưỡi xẻng bộ binh nhỏ xíu thằng năm đang dùng quốc chim bổ thình thịch vào đám rễ cây tiếng động vàng xa bỗng có mấy loại ak B40 từ bên kia đường bắn sang nổ chát chúa. Điểm chốt đã bị lộ, lính khơ mai đỏ cứ vài phút lại bắn. Bình ta không bắn trả, lính tay nhau chui xuống hố bom, tranh thủ ăn cơm, đã quyền hết mệt nhọc, cố gắng đào rũi đến mở sáng, rồi cũng được cái hố cá nhân hình dạng méo mó vì có rễ cây đâm ra tua tủa, sâu không quá đầu gối. Độ 7 giờ sáng, thông tin hữu tuyến kéo dây, bắt máy liên lạc lên chốt, vận tải của tiểu đoàn và các trung đội của đại đội 3 trợ lực, chúng tôi hoàn chỉnh giao thông hào hầm chữ A từ sáng đến gần chiều muộn không có tiếng súng. Bên kia đường có tiếng cây gãy răng rắc, tiếng đào bới lịch bịch. Quân tri viện rút đi để lại cho chúng tôi bốn căn hầm vững chắc có thể tránh được đạn cối, còn giao thông hào được bố trí như mạng nhện còn giang dở. Chúng tôi khẩn trương sửa lại. Ánh nắng đã tắt, một đêm bình yên lại trôi qua. Tiểu đoàn cho biết có một đại đội đặc công địch đang hoạt động ở gần đây. Anh Cường nói rằng, trước năm 1975, Việt Nam mình là thầy dạy nó cách đánh đặc công. Giờ nó theo bọn tàu trở mặt đánh lại thầy. Chúng mày đừng chủ quan. Nó tung thủ pháo vào hầm, thằng nào còn thoi thóp, chúng đâm họng chết giáo. Nghe anh nói, mà ớn lạnh. Lính B2 bố trí mìn Claymore ở phía trước chốt và hai bên sườn. Thằng Lập thấy ở dưới đống lá khô có năm quả cối 60, cả đầu nổ. Không biết là của ta hay địch. Anh Cường tự lắp đầu nổ rồi buộc dây ở phần chuôi, treo lên ở các luồng nghi có địch đột nhập. Đầu nổ trúc xuống đất, dưới có phiến đá. Anh đào một lỗ nhỏ kéo căng đầu dây, có làm một cái chốt rất nhạy gài ở dưới đất người hay thú dẫm phải làm bật chốt quả đạn rơi ngay xuống viên đá gây nổ luôn chỉ có anh cương mới dám làm việc nguy hiểm này chứ chúng tôi không thằng nào dám bén mảng lại gần năm quả mình kiểu này được gài ngoài tuyến tông hào a 3 chừng 50 bước chân không lâu đến chiều đã thấy tác dụng bên kia đường cũng không còn tiếng gây gãy đổ tiếng đào hầm nữa lính chốt nhận thêm đạn bổ sung anh mậu với thằng năm Mỗi người nhận thêm một khẩu súng AK. Chỉ huy đơn vị khuyên mọi người phải bắn tiết kiệm đạn, tiết kiệm cả nước uống, phải đánh chắc, đánh gần để đạt hiệu quả. Bóng chiều đã ngả, trên ngọn cây ở sau chốt, bầy khỉ trí chóe gọi đàn, chúng đang mưu sinh nơi này mà không nhận ra rất nguy hiểm. Trời xanh cao vút không một bóng mây. Cơn gió nóng từ ngoài đường bay vào, làm tăng thêm oi bức đến khó chịu từ xa vọng lại tiếng nổ đầu nòng. Đường đạn rất căng, hai quả bay ngang chốt rồi nổ ở nơi xa lắc. Quả thứ ba lọt ngay vào trong chốt, chúng dã thật chính xác. Tiếng rít của đạn nghe sắc lạnh như dao cắt vào da thịt. Ầm, um, eo, ầm. Um. Lính chốt chơi cối một linh sáu phẩy bảy ly. Khi nổ để lại trôi nhôm bạc trắng, một quả nện chúng nắp hầm thằng lập làm bung cả lớp đất mảnh găm chi chít và hàng gỗ kè chắn ở bên trong. Hỏa lực cầu vòng vừa dứt, từng loạt đại liên M60 bên kia đường quét sang chốt của trung đội 2, theo kiểu rẻ quạt. Chú ý, chúng đánh vào chốt đấy! Anh Mậu hét to lên. B40, B41 AT nổ rôn rập. Đại liên chuyển làn, đạn cao hơn. Địch quân la ó, lên từng ngồi bằng ngôn ngữ lạ không ai hiểu. Toán đi đầu có bốn tên lao mình vào hướng bắc chốt một tên cặp B40 vào nách Định băng qua khoảng trống Vào gốc cây mục Liền bị thằng Trí bắn chết tại chỗ Ba thằng còn lại nằm ép mình sát đất Quân chủ chốt vẫn im lặng theo dõi Khẩu M60 lại lên tiếng Đạn bay như mưa rào Lại có một toán khác Quân số đông hơn Chín tên lăn nhanh dưới làn đạn đại liên Rồi nằm ở phía sau Ước chừng 15 bước chân Chúng nằm thưa dần dàn quân theo khoảng trống trước giao thông hào ở cự ly rất xa. Bất ngờ, Toán nằm trước trồm dậy ném liều đạn vào trong chốt. Tiếng nổ chưa dứt, Toán sau đã tràn lên đánh bồi. Chúng đánh bằng toàn liều đạn. Chỉ một lần tấn công, lính Pol Pot đã áp sát giao thông hào. Lính của trung đội 2 phản ứng rất mạnh để giữ chân địch. Từ trong công sự, lính chốt cũng phản công bằng liều đạn. Bị động trước lối đánh mới lạ, gần như liều mạng của bọn Pol Pot. Các anh mậu cương cho nổ hai quả Claymore được gài từ trước. Hai ánh chớp giật sáng lóe lên cùng tiếng nổ rung trời chuyển đất. Bụi khói tàn nhanh. Phía trước giờ đã trống hoác. Địch quân bị sức nổ của quả mìn đẩy ra đường. Cùng lúc hướng đông có ba tiếng súng mìn tự chế. Anh Cương gài hồi sáng. Lính bốt ngoài đường nằm tại chỗ rút sẻng mọi công sự. Lần đầu tôi nhìn thấy chúng nằm nghiêng chân co. Chân duỗi đạp xúc đất bỏ lên phía trước chúng thực hành rất nghiêm túc một lúc chỉ thấy cái đầu nhấp nhô tôi nghĩ chúng không phải là đám quân ô hợp kém cỏi chiến thuật kỹ thuật của chúng rất bài bản bởi được các quan thầy cáo giả huấn luyện bên ta có khối anh phải chết vì ngộ nhận chủ quan khinh địch là căn bệnh khó chữa đang ngự trị trong đầu mấy tay kiêu ngạo xem trời bằng vung anh Mậu gọi điện về tiểu đoàn xin chi viện hỏa lực. Cối 82 ly chụp xuống đội hình bọn Pol Pot. Các pháo thủ nã đạn chính xác, không chê vào đâu được. Các đồng đội bắn nhỏ giọt, chưa đến 30 quả. Chắc lại hạ tiện. Địch quân đã thấy rút chạy. Mặt trời đã lặn sau cánh rừng bí ẩn. Đêm đèn như mực. Tầm nhìn xa không quá 3 mét. Trận đánh hồi chiều làm cho các lỗ tai điếc đặc. Lúc nghe được, lúc không. Lính chốt phải căng mắt quan sát xung quanh Súng chắc ở trong tay không rời nửa bước Cuộc hội ý nhanh tại hầm chỉ huy Anh Mậu nhận định Những ngày tới Địch có thể sẽ đánh lớn, ác liệt hơn Anh lệnh sẵn sàng hy sinh Đến người cuối cùng của trung đội Để giữ được chốt Rời hầm chỉ huy Khom người theo giao thông hào về tiểu đội Tôi lạnh người vì không thấy du Năm ở điểm gác Vừa vào nhánh hào phụ Tôi nghe tiếng rầm rì kể lể dài dòng ở đây ấn thấy mồ không biết tụi đặc công nó làm thịt mình lúc nào tiếng thằng năm lũ mi có chết cũng không nặng lòng bằng tao con mụ nội mấy thằng cán bộ xã mẹ tao gần đất xa trời tao không có anh em vợ bị bệnh tim đau ốm triển miên còn đứa vào lớp một đứa chưa đầy tháng gặp lúc mùa màng thất bát mà không có gạo ăn tao làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mà chúng nó không tha anh Du than thở Sau lúc ở An Sơn Anh không trốn Giờ muộn rồi Thằng Năm tỏ ra thông cảm Trốn à? Nhục lắm Tôi cố cắt ngang lời tâm sự của họ Bằng ba viên đất nhỏ Được ném tới làm ám hiệu Bộ mấy ông muốn chết sao? Bỏ gác Tôi bực dọc Đi gác mau Đừng nói nhiều Cơn gió thoảng qua Có mùi máu tanh đến khó chịu Mới ăn chung nắm cơm Để phần từ trưa giờ nôn tống hết ra ngoài người mệt rã rời suốt đêm không ai chớp mắt được đêm chậm chạp trôi qua ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm trời vừa sáng tỏ pháo binh quân ta đã bắn phá một vùng rất rộng lớn từ ngã ba trạm phẫu kéo dài tới vùng kho đã mất tạn pháo bắn vào các chốt lính pol đối diện với chốt của b hai đạn khoan hầm nổ sâu dưới lòng đất nghe tiếng ục lạc lõng đạn lắp ngòi nổ đờ lây nổ từ trên không trung găm mạch xuống đất khiến một vùng rộng lớn chìm trong khói lửa pháo dừng bắn nhìn sang bên kia đường ta hình dung như cơn bão mạnh vừa đi qua trong vùng pháo dập có mấy phát súng bắn từng phát một chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau anh cường bảo tù binh ở xb khai bọn sĩ quan bắn thương binh nặng mất sức chiến đấu bắn để đỡ bớt gánh nặng cho xã hội nắng lên cao làm bốc mùi hôi thối từ thân thể kẻ chết trận còn bỏ sót ở ngoài đường mới chưa hôm qua bầy khỉ còn chén chú chén anh giờ thì vỡ mật kinh hồn bồng bế nhau đi nơi khác không rõ nhường chỗ cho lũ kền kền đầu trọc đến tưởng thức của lạ chúng tranh ăn đánh nhau có con rơi vào bộ rậm đánh ào ảo, thối quá lính phải xé băng cứu thương cá nhân để bịt mũi trưa nay thằng Trung cho chúng tôi ăn bữa cơm nóng Có canh rau tẩu bay Nấu với rốt bông Kiểu ăn lạ đời Mũi thì bịt khẩu trang Miệng há xỉ sụp hút canh Ăn ngon như ăn dỗ Ban ngày lính tay nhau chui vào hầm ngủ Để lấy sức Giấc ngủ thường gián đoạn Bởi những loạt đạn bắn vào trong chốt Có tiếng tốc tốc Bênh cái chốt đối diện với chúng tôi Đạn M79 xé gió Nổ tung bụi đất anh Mậu giật khẩu M79 cùng dây đạn ở trên tay thằng Năm bắn trả lại. Tay súng bên kia không phải dạng vừa. Vừa nghe tiếng nổ bên này, hắn liền phản đòn lại luôn. Đạn nổ ngay vị trí anh vừa đứng bắn. Rất may, anh đã chuyển sang nơi khác. Cuộc đấu M79 diễn ra căng thẳng. Có lúc từ hai ba quả liên tiếp chụp vào hầm hào chúng tôi. Lúc thì im lặng, như cố tìm sơ hở của đối phương để phản đòn. Lính chốt ẩn náu ở dưới hầm theo dõi cuộc thi sinh tử. Cho mèo vườn chuột hơn 10 phút, anh Mậu rời hầm chỉ huy, chuyển sang hầm của tôi. Anh chĩa súng, tốc, tốc, hai phát liền. Anh đẩy tôi vào hầm rồi chui theo. Hai tiếng đạn nổ bênh chốt địch, có một tiếng nổ trầm đục dưới hầm. Tiếng M79 bên kia đột ngột im lặng. Địch quân cắt đường dây hữu tuyến của lính chốt không liên lạc được với tiểu đoàn. Lính lại đói cơm, anh mậu cho chúng tôi ăn mỗi người nửa miếng lương khô 701 của Trung Quốc, cứng như thuốc nổ TNT, có mùi hôi của xà bông, ăn nghe cay cay. Lương khô đã hết hạn từ lâu, bọn hậu cần quân nhu cứ cấp bừa, có ăn được hay không chúng nó đâu quan tâm. Chúng mày không biết đâu, tao nhận được hai tháng rồi đấy. Nhân để dành, tao còn làm a trưởng. Thằng năm thằng chí đi lấy nước uống, gặp địch phục kích ở thăng nước Đành phải về không Từ hôm lên chốt đến nay Nước trở thành thứ quý giá nhất Uống rẻ sẹn Làm gì có nước mà để xúc miệng Nhịn ăn vài hôm Còn cố chịu được Nhịn uống thì toàn thân Nghe như có kiến bò Môi thì khô rang Cổ đau họng rát Dưới cái nắng 40 độ C Hành hạ con người đến sống dở chết dở Để mạ Sao không mang về mà uống Để nẫu chết khát làm ăn kiểu gì hả anh dù nhăn nhó ông chẳng biết cái cục cứt gì hết có giỏi thì mò xuống đó uống cho đã ông không thấy không biết nó đánh thằng năm thằng chí chạy suýt chết ở đó mà làm đốc thằng lập đốp chát không ai còn nghĩ đến ăn cơn khát thôi thúc tôi nên không còn nghĩ đến chuyện dơ bẩn nữa lính chốt bắt trước nhau đái vào bình đông để uống mà khổ nỗi Đâu phải ai cũng có nước để đái Thằng nào cũng mang trong người Đầy ký trinh trùng chốt rét Nước tiểu vàng khè như nước chè Đưa lên miệng đã nghe mùi nồng nặc Tôi bịt mũi Làm một ngụm nhỏ Nhắm mắt nuốt vội Mày thấy sao? Thằng Nam cười Trời ơi! Vừa mặn vừa đắng Lại có mùi như lưu huỳnh Tao cũng làm hớp xem sao Bộ mày không sợ bẩn à? Sợ gì? Miễn sao đừng chết khát là được Thấy tình hình nguy kịch anh mậu phải xuất kho bi đông nước cuối cùng bi đông chốt loại 5 lít anh chia đều cho mỗi người bốn nắp bi đông thằng nào có ý định gian lận anh dọa các tiêu chuẩn chúng mày cố mà chịu đựng tao để dành cho cả đơn vị không hưởng một mình được anh thanh minh cầu dkz 82 ở ngã ba trạm phẫu hôm nay lên tiếng hỏi thăm lính chốt chúng bắn xả láng như từ lâu chưa được bắn. Cái chốt quá gần điểm bắn nên không nghe tiếng nổ đầu nòng. Chỉ nghe oanh, oanh. Mới đầu thì còn nghe. Được một hồi, hải tài điếc đặc. Muốn nói gì với nhau thì chỉ chỉ trỏ. Có khi không hiểu, nhìn mặt có vẻ ngờ nghịch. Bực mình, người hỏi ghé miệng sát tai hết to. Đồ điếc! Nói vậy thôi, chứ có ai tốt hơn ai đâu. Nhờ công sự kiên cố nên thương vong chưa xảy ra. Bị đánh thường xuyên, một người lính bình thường cũng biết được điều gì cần phải làm. Tự động xử trí tình huống mà không đợi cán bộ đốc thúc. Ai cũng có ý thức được sống, chết cận kề nhau. Chúng tôi ở chốt ở đây 7 ngày không hơn, tận mắt thấy nhiều điều mới lạ. Mỗi lần đánh trung đội 2, chúng đông hơn lính chốt chừng 6-7 tên. Nhưng ta phải thừa nhận, bọn lính post được trang bị hỏa lực rất mạnh để áp đảo đối phương. Chúng cũng rất thiện chiến, liều lĩnh đến táo bạo, luôn thay đổi cách đánh, khiến trung đội 2 suýt mất chốt và bị tiêu diệt. Cầu DKZ-82 ngược bắn, lính pot ở ngoài, đám gai mắc cỡ trắng cao lúc đầu người, nổ súng. Tiếng nổ lúc dày, lúc thưa, như cầm chừng Không biết chúng toàn tính điều gì. Lính chốt vẫn giữ bài vở cũ là nằm im chờ đợi địch lại mò vào hướng bắc, anh mẫu bắn B41, chúng lại lùi lại. Ngoài đường xuất hiện nhiều cái đầu đội mũ mềm, thỉnh thoảng ngóc dậy rồi lại nằm im. Tay xạ thủ đại liên M60 điêu luyện xả từng loạt đạn dài. Đường đạn đi thấp, đất trên bờ thông hào tung tóe, hỏa lực vác vai cùng vang lên có phần mạnh hơn. Chúng là hét xông lên, cách chốt chừng 3 40 bước thì dừng lại. Chúng bắn rát hơn, có hai tên tách ra khỏi đội hình ôm vật gì không rõ lăn nhanh lên trước một quãng rồi nằm xuống không quá một phút rồi lặng mình về phía sau hình như anh mẫu phát hiện điều gì vội hét lên lui vào trong hồng nằm xuống cũng hai đánh chớp lóe lên một luồng hơi nóng từ ngoài hắt mạnh vào trong chốt mang theo những đốm lửa li ti tiếng hét lại la lên nổi lên những đòn sấm sét Địch đã chiếm được đoạn giao thông hào Ở ngoài cùng Không nghe tiếng súng chống trả Linh cảm như có điều chẳng lành Tôi, anh Du và thằng Lập Nhanh chóng bắn M72, B41, B40 Vào đoạn thông hào Có bóng người lố nhố trong đám bụi Phần trước chốt thấp Nửa sau chốt cao hơn Là lợi thế cho quân phòng thủ phản kích Anh Cương, anh Mậu Thằng Chí từ trong bụi đất Chui ra hợp lực với chúng tôi Thế là đã chiếm được đoạn giao thông hào đã mất ở hướng đông lại có tiếng hỏa lực nổ Thằng năm phát hiện địch bí mật bò qua mấy bụi dây Có hai tên nấp sau ụ mối Ở cự lý rất gần Nó dùng M79 Mà quất vào đó một quả M72 Ụ mối bay mất Tôi, anh Du Quay về cùng phối hợp chiến đấu Địch quân đã rút lui Nhìn bên ngoài giao thông hào ở phía bắc Thấy sạch bóng như vừa được quét dọn Đất, bụi, lá cây bay hết vào bên trong anh Cương nhận định Lính Bột Bốt dùng miền hơi DH10 để đánh cửa mở DH10 có sức công phá mạnh Quét sạch tất cả các chướng ngại vật ở phía trước Điều này đã lý giải Tại sao chúng không áp sát chốt Vì sợ mìn Claymore Anh Cường nói với tôi Vị trí mìn đặt quá xa Nếu gần thông ngào độ 10 m Chắc bọn mình thành cám mất rồi Đường dây hữu tuyến Được thông tin của tiểu đoàn nối lại Đại đội trưởng Đàm Văn Rủi cùng nuôi quân mang cơm, nước uống để tiếp tế cho lính chốt. Tôi với thằng Lập được gọi lên gặp chỉ huy. Thấy anh Sủi đang nói gì với anh Mậu và Cương bằng tiếng dân tộc, vì họ là người Tây ở Cao Bằng. Thấy bọn tôi đến, anh chuyển qua tiếng Kinh. Các đồng chí hãy nghe cho rõ. Hiện nay, đơn vị đã hết lương thực, đạn dược, không còn quá hai cơ số. Tiểu đoàn đang có hướng giải quyết. Tôi yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải khắc phục mọi khó khăn, gian khổ đoàn kết giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ tiểu đoàn giao phó. Mới có 7 ngày giữ chốt mà mọi người gần như kiệt sức do đói và khát rồi mất ngủ, tâm trạng căng thẳng vì phải đánh nhau. Anh Mậu lại chiếc hộp thịt xoay ra làm 7 phần để lính cầm hơi. Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, có cơn gió nhẹ từ hướng bắc thổi sang mát rượi. Lính chốt lén lút thò cái đầu bù xù bụi đất lên khỏi công sự để hóng mát. Bỗng có tiếng nổ. Tét, 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 tét. Từ ngoài đường, một đám khói trắng lan nhanh vào trong chốt. Cùng lúc, tiếng ho sặc sụa nổi lên. Lính bỏ súng, hai tay bịt mắt lăn lộn. Có tiếng ai kêu. Mẹ ơi! Cẩn thận, chúng đánh đạn cay. Anh mậu hét giọng khản đục. Tình trạng trong chốt gần như hỗn loạn. Rồi vận may cũng đến Do trời thương Trời đổi gió Bên chốt địch Có tiếng la hét thất thanh Lính ta mới hoàn hồn Nước mắt giản ruộng Cẩn trương Đánh qua chốt chúng nó Anh mậu gần giọng Xung phong Bảy tay súng Bật lên khỏi công sự Tới đạn Địch băng qua đường bên kia Để chút cơn giận Liền bị đánh chặn lại Bởi khẩu 12 ly 7 Đạn cầy trước chốt Ở ngoài đường chúng bắn dọc theo đường tiếng nổ thoát theo khoảng trống nghe uy lực thật khủng khiếp quay lại chốt anh mậu hét lên lính chốt lăn vội xuống ra thông hào để tránh những đoạt lạn hiểm ác lúc trước ai cũng trông mong trời gió để hướng không khí trong lành bây giờ lại sợ gió thực tế lính chốt không có khả năng phòng bị chống đỡ với loại vũ khí này có người bày cách đối phó lấy khăn nhúng nước đắp kín mũi nhưng hỡi ôi, nước không đủ uống, làm gì có để mà nhúng khăn. Kiểu này cũng không ổn, trùm khăn ngồi để đón chờ địch đến, bắt sống hay sao? Xế chiều, truyền đạt lên chốt gọi anh Mậu về tiểu đoàn, kèm theo lệnh 7 giờ tối, trung đội 2 phải bí mật bỏ chốt. Về hội quân với tiểu đoàn tại ngã ba đường Mòn, bên thác nước sâu. Mấy ngày sau, tôi mới biết anh Mậu bị tiểu đoàn cảnh cáo vì tự ý cho B2 bỏ chốt để đánh địch bên ngoài. Anh Cường rút hộp nghe điện thoại TH75 bỏ vào ba lô. Chúng tôi lặng lẽ rời chốt tối đen, không nhìn thấy nhau. Dưới đất có các loại nấm nhỏ phát ra ánh sáng như đom đóm. Mỗi người lấy một nắm buộc ở túi cóc phía sau ba lô. Người đi sau bám theo ánh sáng ở phía trước để không bị lạc. Thằng Năm đi trước, mò mẫm theo đường dây hữu tuyến. Đi một hồi thì không còn thấy dây điện. Chúng tôi dừng lại để chờ bắt liên lạc với đơn vị. Đêm nay, sương rơi mịt mù, che khuất. Ánh trăng đã lên khỏi ngọn cây từ bao giờ. Đoàn quân K4 trung đoàn 95 lần lượt vượt dốc sang bên kia đường mòn, treo leo bên bờ vực thẳm để rút quân về phía sau chiến tuyến. 4 giờ sáng, K4 hành quân về đến vườn sắn. Lại nhận được tin vui đơn vị được về lại đức cơ chờ đón nhiệm vụ mới đêm đầu về lại hậu cứ an toàn nhất tại danh trại tiểu đoàn bộ lính bỏ vũ khí nằm luôn dưới đất kẻ trên võng ngủ vùi một giấc cho đến sáng đại đội ba được đóng quân bên bờ suối gần đoàn kinh tế 331 lúc đánh nhau ở trên chốt không có phút giây bình yên giờ mới thấy nhớ nhà nhớ quê mà quặn đau ở trong lòng trời thật bất công khi đói lại không có cái ăn bây giờ được bồi dưỡng thịt bò thịt heo đường sữa lại không ăn được vì sốt rét lại tái phát trực ban thổi hồi còi báo thức nhưng không thấy ai dạy tập thể dục cán bộ tức giận quát tháo lính mặc xác nằm lì mặt anh du liếc nhìn trộm anh trung sĩ mậu chờ đại đội phó đi qua nhìn tôi cười tao thấy tụi mày hền thật hai lần đi chốt bị nó đánh thấy mụ nội luôn thế mà không có thằng nào bị cắt cơm hay sứt đầu mẻ chán bất quá tam thằng lập nằm bên lên tiếng chắc không được hưởng phúc đức ở lần thứ ba đâu anh ơi mày nói nghẹ ớn quá chờ hạ sốt tao lén về nhà xem sao mấy tháng nay không có tin tức gì không biết mẹ tao có còn không lo về cái đám ruộng là phải không thằng lập hỏi đùa tội mày chỉ giỏi được chừng ấy anh du đánh trống lảng anh du lại nằm kéo chết màng vải đắp vào mặt hai vai rung lên cất tiếng ca não nề trong nước mắt lâu lắm chưa về quê thăm mẹ từ độ súng thù dệt nơi nơi mẹ già run run tay gậy trúc tiễn con lúc trời hưởng đông câu hát bỏ lại giữa chừng vì không lấn át được tiếng nấc từ nỗi lòng người đàn ông vài mang gánh nặng nước nhà. Người nghe có cảm giác khó thở. Mười ngày sau, tại một cánh rừng dưới đồn biên phòng 23, K4 Trung đoàn 95 được bàn giao lại cho Trung đoàn 29, đổi phiên hiệu thành tiểu đoàn 7. Anh Du cũng không còn cơ hội để trốn về thăm nhà. Tiểu đoàn 7 được phái đi chốt giữ ở khu vực Tam Giác. Tại đội 1 chốt ở cao điểm 295 Đại đội 3 chốt giữ cao điểm 230 Đại đội 2 làm lực lượng dự bị Tiểu đoàn lại phái Trung đội 2, đại đội 3 Đi chốt lẻ dưới bãi đá nổi Ở trên đường lên đại đội 1 Lúc chuẩn bị đi chốt Thằng Thông đồng hương cùng nguyện với tôi Vui đùa, giả giọng Thầy bói phán rằng B2 nhà ngươi Năm nay bị sao chổi xíu mạng Hãy sắm lễ để ta nhơn sao Không nó quét sạch đó Con ạ à. Lời vui đùa của thằng Thông thiệt không sai. Ngày 26 tháng 11 năm 1978, bị địch tấn công từ 9 giờ sáng đến gần 4 giờ chiều, không được bộ binh vào hòa lực chi viện, do phải chốt trên bãi đá, không thể đào hầm. B2 bị thiệt hại nặng, quân số 5 người đã bị thương hết 4 người, lập bị thương nhẹ, du 5 bị thương nặng hơn. Họ dính mạch đạn cối 82 ly, anh Cương cho họ về tiểu đoàn Trước lúc quân địch chiếm chốt Tôi với anh Cương cố thủ Bên gốc cây sao rất lớn Một quả DKZ-82 nổ tiện ngang cây sao Trước mặt Anh Cương bị thương ở cổ Chúng tôi đã hết đạn Lại không đủ sức tiếp tục chiến đấu Rồi đơn phương bỏ chốt Anh Du, thằng Năm, thằng Lập Đi điều trị ở quân y viện Từ lâu không thấy quay trở lại đơn vị Có tin đồn Anh Du và thằng Năm đã hy sinh Tôi mong lời đồn không phải là sự thật để chúng tôi còn được gặp nhau Sau này tôi có nhiều đồng đội Từ khắp mọi miền của đất nước Họ anh dũng không hám danh lợi Ai cũng mong Chiến tranh sớm kết thúc Để về lại đất mẹ hướng ước lính xin trân trọng cảm ơn các bạn Đã quan tâm theo dõi Nếu thấy hay các bạn hãy bấm đăng ký Và chia sẻ để đồng hành cùng hội ước lính Xin kính chào tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn Ở các chương trình tiếp theo